Em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 11 tháng 12 năm 2022 mọi người. Rồi thì hôm nay bên em về được một số mặt hàng lăng rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đến số thứ tự thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó mọi người. Rồi thì hôm nay về mỗi thứ một ít có gì bán đó mọi người. Thì hôm nay có kiều cam này, kiều tua, tóc tiên, hoàng thảo ngọc thạch, hoàng thảo tam bảo sắc, lọng và các combo lộn xộn và lan hoàng thảo trúc mành mọi người. Đấy. Thì tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình cho mọi người cùng xem, thì được hình nào thì chốt hình đó mọi người. Đấy. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, thì ship này thì là ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nhé. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Rồi rồi thì hôm nay vẫn chưa có cái sản phẩm trà dẻ rừng nha mọi người. Đấy, thì khi nào có hàng thì ba mẹ em sẽ gửi vào cho em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dùng thử một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, dự phòng khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại như vậy. Nó đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa dạ dày, đặc biệt là dạ dày đại tràng trực tràng như vậy. Nên mọi người theo dõi kênh thì nhấn vào nút đăng ký kênh góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh về các mặt hàng lan rừng này, thì và có thể em chia sẻ thêm các mặt hàng sản phẩm trà dẻ rừng hỗ trợ điều trị dạ dày mọi người. Đấy. Mọi người quan tâm thì theo dõi, đã có gì thì mọi người lấy nha. Rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nhé. Rồi hôm nay có hai phần kiều cam, một phần kiều lớn và một phần kiều nhỏ nha mọi người. Đấy. Rồi kiều cam ở vùng rừng Con Tâm nha mọi người. Đấy thì hoa của kiều cam thì nó như thế này nha mọi người. Đấy, hoa của nó cánh khá bầu và cái hồng thì nó cam vàng. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Đấy, cái dòng kiều hay gọi là thủy tiên nha mọi người. Đấy, có một số nơi là gọi là lăng lồng đèn. Đấy, vì cái vòi hoa của nó giống như cái lồng đèn. Đấy. Nó thì kiều cam nha mọi người. Đấy. Loại cho hồng khá là đẹp nha mọi người. Đấy thì người trồng chăm tốt thì nó sẽ cho nhiều vòi hoa. Đấy. Đó là lăng kiều hay chỗ đó nha mọi người. Đấy. Trồng kiều thì nó cũng khá là hay. Đó. Rồi, đó là lăng kiều cam nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 1 nha mọi người. Đây 150 ba dề nha mọi người. Đây hàng kiều rừng. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Đây là dề đầu tiên này. Đó, nguyên dề thì cái này thì nó gồm có 1 này, 2 3 4 5 6 7 cái thân tơ nha mọi người. Đấy. Thì trên rừng thì nó như thế này. Mọi người về bỏ chậu cố định các thân lại theo cái chiều hướng này kia nó đẹp nha mọi người. Đấy, kiều thì nó cũng dễ úng và ấy nó lại nha mọi người. Đấy, mọi người cố định lại rất là dễ thôi. Đấy, thằng nó cũng dẻo dai. Đấy. Rồi tiếp theo là đến dẻ số 2 nha mọi người. Đây dẻ số 2 thì dẻ này cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Đấy. Nên thì mọi người về cố định cái thân lại để cho nó đẹp thôi. Đây là những cái vòi hoa cũ của nó. Đấy. Rồi tiếp theo là đến dề số 3 này. Dề này cũng khá là lớn nha mọi người. Nguyên dề này thì cái này cũng thấy đứng chậu này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 4 thân tơ nha mọi người. Đấy. Dòng này cái thân cũng khá là hay. Đấy. Rồi ba dề kiều cam lớn nha mọi người. Đấy, hình phần đầu tiên kiều cam rừng 150 cho ba dề nha mọi người. Rồi tiếp theo hình kiều cam số 2 100.000 cho 8 dề nha mọi người. Phần này là phần kiều nhỏ hơn này. Đấy. Đây là dề đầu tiên này, cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, thân lá 2, 4, 5 lá, thân rất đẹp nha mọi người. Đó, lá cũng khá là dày luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là dề số 2 này, dề này cũng có 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo dề số 3 này, 1, 2, 3, 4 thân tơ này. Rồi dề số 4 này. Đó. Rồi dề số 5, 3, 4 thân tơ. Rồi dề số 6 này, đấy, 4 thân tơ. Rồi về số 7 này. Đấy, khá là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy, nhỏ mà nó nhiều thân tơ rất đẹp. Rồi, về số 8. Đấy. Rồi, 2 về. Đó là nhà 8 về. Hình số 2. 100.000 nha mọi người. Đó là kiều cam. Đấy. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người. Đó là lan kiều cánh tua. Thì hôm nay em mới về lại có cái hàng kiều này nha mọi người. Thì vừa đầu khách chưa mua được thì tiếp tục mua nha.
hôm nay rất tươi đẹp nha mọi người. Đây mà hoa của kiểu cánh tua đây. Thì cái cánh của nó tua nó rất đẹp mọi người. Đấy, hai cánh vai của nó này, đấy, nó tua rất đẹp. Đó. Và có ba cái cánh tam giác đây và một cái hồng. Đấy. Rất đẹp nha mọi người. Nó thì hoa dạng chùm và có nhiều bông nha mọi người. Đó. Đó là kiểu cánh tua hoa màu vàng rất đẹp. Đấy. Rồi, kiểu cánh tua hình số 3, 100.000 cho hai dề nha mọi người. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đó, thì cây khá là mập mạp nha mọi người. Đó, còn có rất nhiều thân tơ, 1 2 3 4 5 6 thân tơ luôn mọi người. Đấy, chỉ là toàn thân tơ thôi. Đấy, dưới này thì nó có một cái cây nhìn như thế này nữa này, đó. Rồi, tiếp theo là dề số 2 này. Đó, nguyên dề thì dề này cũng có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân tơ nha mọi người. Đấy, nguyên dề rất đẹp. Đấy, kiểu này thì nó nguyên dề thì nó khi nó ra hoa thì nó sẽ rực rỡ nha mọi người. Đấy, thì mọi người về ghép vào cố định các thân lại cho nó đẹp nha mọi người. Kiều thì nó cũng rất là dễ uống thôi nha mọi người. Đấy. Rồi uống quanh chậu này cho nó đẹp. Rồi hai dề kiều hình số 3, 100.000 hai dề nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là hệ hình số 4. Hình số 4 100.000 cho hai dề. Rồi, dề đầu tiên về xếp quạt rất đẹp nha mọi người. Đấy. Thì nó cũng khá là nhiều thân tơ đây này nha mọi người. Đó. Thế của nó thế xếp quạt này. Đó. Thì mọi người về cố định lại. Đấy. Nó sẽ đẹp thôi. Cái bữa nó ra các thân tơ thì nhiều cái này thì nó sẽ ra thành nhiều lên nha mọi người. Thì theo cái tự nhiên thì nó sẽ lên những cái vị trí này và nó nó sẽ đầy về hơn nha mọi người. Đó. Rồi, về đầu tiên này. Rồi, tiếp theo về số 2 này. Đây, về này cũng có 1 2 3 4 5 6 thân tơ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi hai về kiều tua hình số 4, 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo đến hình số 5. 100.000 cho hai về luôn. Rồi đây là về đầu tiên này. Đấy. Nguyên về rất đẹp nha mọi người. Đó. Thì cũng có 1 2 3 4 5 6 7 8 nha mọi người. Đấy. Kiều tua này kiều tua 2 4 6 lá nó xếp tầng rất đẹp nha mọi người. Đó, kiều cánh tua rất đẹp. Rồi tiếp theo là về số 2 này. Còn có 1 2 3 4 5 6 thân tơ nha mọi người. Rồi hai dề 100.000 nha mọi người. Rất đẹp luôn. Đấy. Hình số 5. Rồi tiếp theo là đến hình số 6 nha mọi người. Hình số 6 100.000 cho 5 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, còn có 1 2 3 4. Đấy. 4 thân tơ rất đẹp nha mọi người. Rồi dề số 2 này cũng rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là dề số 3 này. Đấy, 1 2 3 4 này. Rồi dề số 4 này, 1 2 3 4. Thân tơ. Rồi dề cuối cùng nha mọi người. Đây cũng 2 4 thân tơ. Rồi hình hình số 6 100.000 cho 5 dề, kiểu cánh tua rất đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo là hình số 7 100.000 cho 5 dề. Rồi, đây là dề đầu tiên này, còn có 1 2 3 thân tơ rất đẹp nha mọi người. Đấy, 5 lá xếp tầng rất đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo dề số 2 còn có 1 2 thân tơ này. Đấy, thế xếp tầng rất đẹp này, 2 4 5 lá nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 3 này. 1 2 3 4 5 này, đó. Lá kiểu nó cũng xếp tầng, đấy, rất đẹp nha mọi người. Đấy. Về số 4 này, rất nhiều thân tơ này. Đó. Và về số 5. Rồi, cũng rất nhiều thân tơ nha mọi người, đấy. Rồi, kiều hình số 7 nha mọi người, giá 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 8, 100.000 cho 8 dề. Ở đây là dề đầu tiên này, cũng có 2 thân tơ này. Dề số 2 này cũng có 3 thân tơ. Dề số 3 cũng có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Dề số 4 này 1 2 3 4. Dề số 5 đấy cũng rất nhiều thân tơ nha mọi người. Dề số 6 cũng rất nhiều thân tơ đấy. Dề số 7 này đấy cũng rất là ok nha mọi người. Đấy. Dề số 8 đó, 8 dề nha mọi người. Đấy thì mọi người về cố định lại các thân lại cho nó đẹp thôi. Đấy. Rồi, kiều cánh tua hình số 8 100.000 8 dề. Rồi, hình số 9 100.000 cho 20 dề nha mọi người. Này là hình giống. Đấy. 1 này. 2 dề nè. 3 dề nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 về nha mọi người. Đây, rồi phần này thì giá 100.000 cho thằng kiều giống nha mọi người. Kiều cánh tua hình số 9 100.000 nha mọi người. Đấy. Hoa rất đẹp nha mọi người, kiều cánh tua. Rồi, hôm nay có một cái phần là nguyên bản kiều cánh tua nha mọi người. Hình số 10 150 cho 4 nguyên bản. Thì còn có một cái nguyên bản đầu tiên này, kiều cánh tua rất đẹp nha mọi người. Đó. Thì rất là nhiều thân tơ và có các cây trên này này. Đấy. Rất là hoa sơ và đẹp nha mọi người. Đó là kiều cánh tua. Rất nhiều luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 mười mấy thân tơ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi cái nguyên bản đầu tiên này quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo cái nguyên bản số 2 này, đó nó cũng thuộc dạng cây đẹp nha mọi người. Đó, độc đáo. Cái kiều cánh tua như thế này là độc đáo nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó. À, tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản nha mọi người. 1 2 3 4. Rồi, 4 nguyên bản kiều cánh tua. Hình số 11, phần này 100 anh hình số 10 nha mọi người. 150 cho 4 nguyên bản này nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lan tóc tiên nha mọi người. Đây hàng hôm nay đang nụ luôn. Đấy. Đây hoa của tóc tiên đây nha mọi người. Đấy. Cây hoa rất đẹp nha mọi người, tóc tiên. Đó. Rồi thì cái mùa nụ nó này, đó, đang nụ nha mọi người. Mùa này mùa hoa của tóc tiên. 100.000 cho 4 cây nha mọi người. Đấy. Hoa rất đẹp đấy. Đây là cây đầu tiên này, một này. Thì cái cây này nó nhìn nó giống như là sợi tóc á, đấy. Mà nó đẹp nữa, gọi là tóc tiên hay sao. Rồi một này, rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, rồi tạo hóa nó tạo ra những cái cây lan rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi cây số 3 này. Đó. Cây số 3 đây đang nụ nha mọi người. Đây cái nụ nó này. Đó. Rồi cây số 4 khá to nha mọi người. Đó thì có một cái vòi hoa rất dài. Đấy. Thì thằng này nó phân phân nhánh thêm này. Đó, cái này thì nó bị ấy rồi nhưng mà kiểu của tóc tiên là nó phân nhánh hơn nữa. Đấy, nó sẽ ra nhiều hoa. Đó. Rồi, 4 cây tóc tiên nha mọi người, rất đẹp. 4 cây tóc tiên rừng đang nụ, hình số 11, 100.000 nha mọi người. Đấy. Hai thân tím nè. Rồi, tiếp theo là đến hình số 12, 100.000 cho 4 cây. Rồi đây cây đầu tiên nè. Rồi, tiếp theo là cây số 2 nè. Đó, đang nụ nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 nè. Đó, có đẹp không? Đây đang nụ luôn. Rồi cây này cây số 4 này, đấy, và hoa của nó khá dài lại nha mọi người. Thì một con số cái là nó có thể giữ được, có thể không giữ được nha mọi người. Thì nó phân nhánh này. Rồi chú ý mọi người lấy giống thôi, 12 100.000 nha mọi người, 4 cây, hai phần tóc tiên nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có hai phần lan hồng thảo ngọc thạch nha mọi người. Đấy. Đây hồng thảo ngọc thạch của nó đây, nó có loại 3 màu. Và có loại 2 màu. Đó. Đó, thì cơ bản hoa cái khung hoa của lan hồng thảo ngọc thạch như thế, nó có loại 2 màu, có loại 3 màu nha mọi người. Đấy. Thì giờ nó xuống lá rồi chẳng biết nó màu gì nữa. Rồi hình 13 nha mọi người, 100.000 cho 6 giờ lớn. Đấy. Rồi đây là gì đầu tiên này. Là những cái thân hoa của nó đây. Đây là thân hoa này, đây là thân hoa này. Thì mùa này là mùa cũng gần cuối đông rồi. Đấy. Thì cây đã thắt ngọn và xuống lá nha mọi người. Đối với cái dòng hồng thảo rụng lá trước khi ra hoa. Đấy. Thì hoa của nó thì nó ra như thế này nha mọi người. Đây. Đó. Hoa của nó ra kiểu như thế, ra rụng lá và ra hoa như thế này. Thì nó hoa của nó rơi vào tầm tháng 3 tháng 4 dương lịch nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 2 này, đó, thế này để thân hoa của nó đây. Đó, thân hoa mùa này sẽ ra mà thân hoa mùa trước này. Đấy. Rồi hai về nè. Rồi tiếp theo là về số 3 nè. Đó, thân hoa của nó đây nha mọi người. Đó. Rồi về số 4 nè. Rồi thân hoa của nó đây. Đó. Rồi về số 5. Đấy, về này thì rất là nhiều thân hoa. Đấy.
1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 thăng hoa luôn nha mọi người. Đây, 4 thăng hoa. Thì những cái dề như thế này á, thì mọi người về trồng nguyên dề nguyên chậu á, thì tới lúc nó ra hoa thì ra hoa rất nhiều đấy. Thì mùa này sẽ có 4 cái thân ra hoa nha mọi người. Đấy, thì sau nó ra hoa thì nó sẽ lên mầm con mới đấy. Rồi, ngày số 5 tiếp theo là dề số 6. Như này được một thân hoa rất dài nha mọi người. Đây, thân hoa nó đây. Rồi, 6 dề hoàng thảo ngọc thạch nha mọi người. Đấy, loại hoàng thảo cho hoa cũng rất đẹp nha mọi người. Hoàng thảo ngọc thạch, ông rừng ông tâm 100.000, 6 dề lớn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là đến 14, 100.000 cho 11 dề. Đấy, đây là dề đầu tiên này. Đó. Đây, cái thân hoa nó đây nha mọi người. Đó. 1 này. Rồi dề số 2 này, thân hoa nó đây. Đấy, mùa này nó rụng lá rồi, không có lá nè. Đấy, thân hoa đến đây. 3 này. 4 này. Đó, thân hoa nó đây. Đây thân hoa nó đây nè. Rồi 5 này. Đó, này rồi 6. 6 dề này. Đó. Nói chung là nó có thăng hoa nhưng mà 7 này, đây thăng hoa này. Rồi 8 này, đây thăng hoa khá dài luôn này. Rồi 9 này, đấy, nguyên cái dề lớn luôn này. Đây rất nhiều thăng hoa trong này, 1 2 3 4 bốn cái gì đó nha mọi người. Rồi tiếp theo một dề này nữa. Đó. Rồi, đây một dề này, đó, đang hai thăng hoa nha mọi người. Rồi, hoàng thảo ngọc thạch nha mọi người. Đấy, một hình 11 dề. Hình 14 100.000 nha mọi người. Đấy, lăng hoàng thảo ngọc thạch. Hôm nay có hai hình thôi nha mọi người, hình lớn hình bé. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lăng hoàng thảo. Ta màu sắc nha mọi người. Đây hoa đây, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đó. Ok luôn. Rồi, hình 15 nha mọi người. Đấy 100.000 cho 15 dề lớn. Đấy. Thì những cái dề ta màu sắc mùa này thì nó cũng giống như cái kia là nó đã rụng lá rồi. Thì chờ hoa thôi. Đây là những cái chuẩn bị có hoa này. Đấy. Thì dòng này dòng thân thông, đấy thì mọi người về ghép thông mà được. Đấy. Rồi, tiếp theo dòng số 2 này. Đó. Đây là những cái thân hoa này. Đó. Tiếp theo dòng số 3 này. Đó là những cái thân hoa mùa này. Đấy. Này cũng thân hoa này. Đó, thân hoa khá dài rồi nha mọi người. Thì cái dòng này thì nó như thế, được cái là ra sai hoa rất nhiều. Đấy. Rồi 4 về này. Đó. Này còn có 1 này, 2 thân hoa luôn. Đấy. Rồi 7 này. Đó, hai thân hoa khá dài luôn. Rồi 8 này. Đó, đây cái thân hoa nó này. Rồi 9 này, đây cái thân hoa này. Thân hoa xuống lá này. Rồi 10 này. 11 này. Đó. Đó, thân hoa của nó dài nhọn luôn này. Đấy. 12 này. Đó, thân hoa nó đây. 13 này. Đây thân hoa nó đây. Nó giống như cái thằng cũ này. 13 đó. Nó có thắt thân hoa nó như vậy. Đây. Đó. Đó 14, đó một cục nguyên bản đó như vậy. Đấy. Đó là hình tam màu sắc hình 15 100.000. Rồi hình 16 100.000 cho 25 về. Thì cái này là các thằng bé hơn nha mọi người. Đấy. Thì nó cái cây nó nhỏ hơn nhưng mà đều có thân tơ hết. Đây những cái thân tơ của nó này. Đó, thân tơ này, thân tơ này. Thì cánh dề nào thì nó cũng có thân tơ hết. Đấy. Nó có cả cái nguyên bản lớn nhỏ này. Và có hai phần thôi. Cái dề này nó dề nó nhỏ hơn. Đấy. Thì mọi người về tách từng dề ra. Rồi mọi người ghép. Đó dề nào thì nó cũng có một cái thân tơ hoa như thế này nha mọi người. Đó. Dòng hoa này ba màu rất đẹp nha mọi người. Đây hoa ba màu rất là ok luôn. Đấy. Đấy mùa hoa nó nở hoa rất đẹp. Đấy. Đó, tạo màu sắc. Đây, thân tơ nhiều lắm nha mọi người. Thân tơ này, thân tơ, thân tơ, thân tơ, thân tơ này. Đó, thân tơ rất nhiều luôn. Đó. Đó có cả nguyên bản luôn này. Đó. Đó nguyên bản có thân tơ luôn này. Rồi, một chùm tam màu sắc hình 16 nha mọi người, 100.000. Về cắt tỉa hết ra này kia mọi người ghép lại một cái chậu rất là to. Đấy. Đó là lăng hoàng thảo tam màu sắc rất đẹp nha mọi người. Rồi hôm nay em có hình lọng 17 nguyên bản lọng sầu, có hai nguyên bản này. Thì thứ nhất là có một cái nguyên bản
lỏng như mày. Đấy, về hình thái và thân lá này kia thì nó rất là đẹp rồi. Đó, thằng này thì về thân lá rất là ok. Đấy. Và hoa nó là còn một số người ta lấy là cái nó là cái hoa này rất đẹp nha mày, hoa lỏng rất đẹp luôn. Thì cái này ai mà có nhu cầu trẻ lỏng thì không thể bỏ qua được những cái tuyệt tác như thế này nha mọi người. Đấy, nó nguyên bản luôn, nó rất đẹp. Đó, kiểu của nó đi cây như thế này, mọi người về ấy thôi, nguyên bản thì không cần phải ghép nữa. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi thằng này thì nó cũng có nhiều loại lan trong này nha mọi người, nó có cả kim điệp xuân này, kim điệp xuân này nè, rồi lọng nè, rồi cái cây nhỏ nhỏ gì nè nha mọi người, nguyên bản đấy. Nhiều loại lan trong này nha mọi người, kim điệp xuân, lọng và cái gì đó nữa. Đấy. Rồi hai cây nguyên bản này giá là 100 nha mọi người. Bán cái này phần này em bù cước cho khách cũng kinh khủng luôn. Đấy. Thì xếp khách chỉ trả 30k thôi, còn lại bao nhiêu ấy thì em sẽ bù cho khách đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một cái phần hình 18 gắm Thượng Hải con tâm như 100.000 cho 5 cây 6 ngọn. Đây mặt hoa bộ gắm đây. Đấy, mặt hoa bộ gắm Thượng Hải một đường con tâm đây. Mặt hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi cái đầu tiên này. Rất đẹp nha mọi người. Thế nó khỏe khoắn và rất là mạnh mẽ nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cái số 2. Cái này có hai thân luôn nha mọi người. Hiện ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Đấy. Đó là gắm Thượng Hải. Là cây số 3 này, là thành 4 cây rồi này. 5 cây này, đó. Rồi, 6 cây nha mọi người. Đó là gắm Thượng Hải. Hình 18 nha mọi người. Đây 100.000. Rồi tiếp theo là hình combo 19 nha mọi người. 150 cùng trên một phần. Thì gồm thứ nhất là lan kiều vung nha mọi người, kiều vung hay gọi là thủy tiên vung. Đó. Cũng có nguyên bản thứ nhất nè, một này. Rồi nguyên bản số 2 nè. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Rồi tiếp theo là về số 4 nè. Rồi nguyên bản số 5 nè. Kiều vung rất đẹp nha mọi người, thân vung rất đẹp nè. Rồi một cái cây nguyên bản kiều cam nha mọi người. Đấy, kiều cam thân mập rất đẹp. Đó, nguyên bản luôn. Đó. Đó là kiều. Tiếp theo là lan lụa vàng nha mọi người. Đấy. Lụa vàng, hoàng thảo lụa vàng. Thì cây này hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Thì đây là những cái thân chuẩn bị xuống lá cho hoa này. Rồi thì trên này nó có một cái thân già nó đang nụ hoa nha mọi người. Đó, thân già này. Nó đang nụ hoa. Đấy, rất đẹp luôn. Đó, thì nó ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Hoa của lụa vàng cũng rất đẹp. Rồi một cái cây gọi là kiếm trung nha mọi người. Đấy, cái này hoa cũng khá là to và đẹp nha mọi người. Có cả cây cây rừng này nha mọi người. Đấy. Rồi hôm nay chỉ có hai về kiếm trung thôi nha mọi người. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Này hoa to và đẹp. Đấy. Rồi mà một cái cây giáng hương tam bảo sắc lá xếp nha mọi người. Đó, thì này nó có hai ngọn. Đấy, rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi combo chất lượng 150 nha mọi người, hình 19 toàn những cái loại lan đẹp hết nha mọi người. Rồi tiếp theo hình số 20, 100.000 trên một phần, thì cũng có combo lồng sậu, cũng có các loại lan. Thứ nhất là lan long tô ba màu, đấy cây này chuẩn bị có hoa nha mọi người. Đó, này, cái này các mùa hoa trước của nó đây, đó. Đang xuống lá rồi chỉ chờ ra hoa thôi. Rồi một cái cây lan này thì em cũng chưa biết rõ tên thì nó ra hoa kiểu như thế này nha mọi người, ra hoa có trái như thế này. Đó. Rồi một cái về thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Đấy, về này thì nó đang mùa hoa của thanh đạm nó nở nha mọi người. Đây là cái nụ của nó này, chuẩn bị có hoa nha mọi người. Thì cái cây này nó ra hoa rất là đẹp và nó cho mùi hương của nó rất thơm nha mọi người. Đấy, thơm như nước hoa luôn á, đẹp luôn. Cái dòng thanh đạm mà em thấy là dòng này nó cho hoa rất thơm này đó. Rồi tiếp theo là cây lồng nhãn nha mọi người. Đây này cũng khá là hay. Đây lồng nhãn này. Đó, lồng nhãn nó mọc thân thân lên rồi tùm lum hết nha mọi người. Rồi mà một cái cây nguyên bản. Đấy.
Lan này thì em cũng chưa biết tên, nhưng mà nó cho hoa cũng rất nhỏ thôi, nhưng mà rất đẹp, nhưng mà nó độc đáo lắm. Đấy, cái màu đang đen mà có pha thêm một số sắc hay nữa rất đẹp. Đấy, nguyên bản luôn này. Đó, rất đẹp luôn. Đấy, về treo thôi. Rồi, tiếp theo là hoàng hậu rừng này. Đó, cây nó mập mạp. Đây, đậm cánh bướm này. Rồi hoàng long vĩ nha mày. Đấy. Hoàng hậu rừng này. Đây, hoàng hậu rừng này, đấy, cây rất to nha mày. Đó, đẹp luôn. Đây cũng hoàng hậu rừng nha mày. Ở đây cũng hoàng hậu rừng luôn này. Rồi đây là về tục đoạn nha mày, tục đoạn này cho hoa cũng rất đẹp nha mày. Đây cũng tục đoạn luôn này. Đó, để cái vòi hoa nó như thế này. Đó, này là kim điệp xuân, này là thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Rồi combo lồng sầu giá 100.000 nha mọi người, hình 20. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan hoàng thảo trúc mạnh nha mọi người. Đây cũng có các cây nguyên bản và các hàng rời. Đây thì hoa của trúc mạnh nha mọi người. Đấy, hoa hoàng thảo trúc mạnh này thì trúc mạnh cũng rừng công tâm. Đấy. Đó, rất đẹp nha mọi người, lan ba màu. Rồi thì cái hàng đốt mạnh ở mông rừng công tâm á thì cây của nó khá là mọc và to nha mọi người. Đấy, đây những cái đốt của nó này, đốt nó khá là to và bự nha mọi người. Đây là những cái bách hoa của nó này, đó đây là bách hoa này. Đó, thì nó lần lần nó sẽ di chuyển ra và nó phình to lần 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 lại nha mọi người. Đó là cái hay của sự phát triển của cây hoàng thảo đốt mạnh như thế. Đấy, thì hôm nay em có 1-2 hình nguyên bản, còn lại là các hàng về nha mọi người. Đấy. Và cây đây là cây nguyên bản đầu tiên này, đó, cây nguyên bản đầu tiên này, nó mọc ở trên cánh như vậy, đó, thì nó có cả cái cây lọng ở gì nữa, nó bám theo đó này, đó, cho một cái gì đó như vậy, đó. Đây, thì cái dòng trúc mạnh á, thì nó thăng thòng như vậy, đây, nó mọc trên tự nhiên nó như thế này, mà nó thòng xuống, đấy, đó, rất đẹp như vậy, đó. Thì cây này một cái cây lớn nha mọi người, nó còn có 1 này, 2 này, 3 thân này. Đó thì những cái cây như thế này thì nó nguyên bản. Thì mọi người không cần về phải ghép nữa, vì nó đã thích nghi sẵn rồi. Thì mọi người về cố định lại và chăm tưới thôi nha mọi người. Đó, dòng này thì nó ưa ẩm nên nó mọc những nơi là có rêu. Đấy, nên mọi người về chú ý cái độ ẩm cho cây. Đó. Là nguyên bản rất là chắc chắn nha mọi người. Đấy. Rồi, rất là đẹp. Đấy. Đây những cây to như thế này này. Thì cái thằng này nó ra hoa nó sai này. Đấy, một đó các vết hoa này. Đó, đây là những cái vết hoa của nó này. Đó. Đây, mùa tới thì nó sẽ ra hoa trên những cái này nha mọi người. Đấy. Thì cây nguyên bản thì mọi người không cần phải ghép đâu. Rồi cái này thì mọi người có thể nó nếu mà ít quá thì mọi người có thể mua thêm các hàng rời phía sau này. Đấy. Mẹ mọi người ghép thêm vào cho nó đẹp. Đó. Rồi hình 21 200.000 cho cái nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy, cây là cây nguyên bản. Đấy. Hiếm khi cắt được những cây nguyên bản như thế này nha mọi người, đa số là hàng rời đó. Rồi tiếp theo là đến hình số 22 150 với 30 bản nha mọi người. Đây là nguyên bản đầu tiên này đó. Thì nó mọc thì nó như thế này thôi nha mọi người. Đó thì dòng cây ít thân đó. Đây nó thì những cái cây này nó mới ra nha mọi người. Thì lần lần nó sẽ to ra lần và nó phát triển ra lần như vậy này. Đó. Này là nó có xu hướng to lần ra. Này là thân mới mọc nha mọi người, thân mới mọc này. Còn này là thân cũ này. Đó. Thân cũ nó đã ra hoa, đã ra trưởng thành này. Lần lần tiếp theo nó lên cây mới nữa. Ít bữa nó sẽ ra hoa những cái thân này nha mọi người. Rồi, trúc mạnh nguyên bản đầu tiên. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy thì nó như thế này. Mình có mấy cái thằng tơ như thế này mọi người, nguyên bản. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, đó, thì thằng này nó cũng có một cái cây như thế này. Đó, kiểu của trúc mạnh thì nó như thế thôi nha mọi người. Nó nhìn nó queo vậy thôi. Đấy. Thì do cái tạo hóa sinh ra nó như thế, đó, nên không thể tìm những cái gì mà to như kiều được. Đấy. Rồi hình 22 150 cho ba nguyên bản trúc mạnh nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 23 150 cho hai dề lớn. Rồi, đây là gì đầu tiên này. Đây thì dòng trúc mạnh thì nó như thế này thôi nha mọi người. Mọi người về trồng
cố định cái này kia lại cho nó thỏa, nó thòng xuống đấy, khi nó ra hoa thì nó ra hoa đấy nha mọi người. Kiểu nó mọc thì nó lành hách đốc này kia, để nó mọc thêm đốc khác đấy. Rồi tiếp theo về số 2 này đó, gì này thì cũng khá là ok đấy, ong rêu mọc đầy nha mọi người, kiểu của nó là thích ẩm đấy. Rồi rất đẹp nha mọi người. Hai dề trúc mành hình 23 150 nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 24 150 cho dề. Đây nguyên dề này, dề này thì dề lớn nha mọi người. Đó. Khá là đẹp nha mọi người. Thì đây nó ra hoa và có trái như thế này nha mọi người. Thì tới mùa hoa thì nó sẽ ra hoa thôi. Đó. Rất là đẹp này, trúc mành ông rừng công tâm đốc rất là to nha mọi người. Đây mọi người nhìn này. Đó. To và đẹp nha mọi người. Rồi thì cái phân biệt của trúc mành tâm to những nơi khác thì nó như que tầm nha mọi người. Đấy. Rất là hay, hình 24 150 này. Rồi tiếp theo là nó hình 25 100.000 trên dề, đây nguyên dề nha mọi người. Đó, thì một số cái nó lớn rồi, một số cái đang ra nha mọi người. Đó. Nguyên dề trúc mành. Đó. Dề này 100.000 mọi người về trồng sưu tầm. Rồi hình 25. Tiếp theo hình 26 100.000 cho hai dề. Rồi đây là gì đầu tiên này, đó, thì nó có cả cây rừng này nữa mọi người, đó nó bám như thế, hay một dề như thế này, đó. Rồi và tiếp theo là dề số 2 này, đó. Rồi hai dề 100.000 nha mọi người, trúc mành hình 26 100.000, rồi hình loại 27 100.000 cho em phần, có 5 phần nha mọi người, đấy, mẫu phần như thế này là 100.000, đấy thì một bó như thế này thì 100. Đấy. Mọi người về sưu tầm. Cái này thì nó gồm có nhiều dề trong này nha mọi người. Đấy, nhiều dề trong này tạo thành một bó như thế này. Đó, mọi người về trồng. Đấy, ghép lại nha mọi người. Đấy, chú ý độ ẩm cho cây. Đó, em bó số 2 này, số 3 này. Đó, mỗi bó nào thì nó giống nhau hết nha mọi người. Đó, 4 này, rồi 5 này. Đó là lan hoàng thảo trúc mành nha mọi người. Đấy, một loại lan cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em với số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em làm giá ship 30k đây một đơn hàng, ngày ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship 30k trên một đơn hàng. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất mọi người. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Rồi em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép những clip tại đây, chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.